chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh hai bộ váy cưới đẹp lung linh, Á hậu Thúy An diện trong hôn lễ. Trước thềm lễ cưới, Thúy An chia sẻ cô khá hồi hộp và lo lắng. Hai vợ chồng bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Đặc biệt nhất trong lễ cưới này là cô dâu xuất hiện trong những bộ váy cưới khác nhau. Trong lễ đón khách, Thúy An diện váy cưới cúp ngực, đính nơ phía sau. Các trang phục tôi diện trong lễ cưới đều đến từ nhiều nhà thiết kế khác nhau. Vì gần Tết nên các nhà thiết kế khá bận rộn. Tôi phải đặt may váy cưới ở nhiều nơi để kịp thời gian. Tôi muốn bản thân hoàn hảo nhất trong ngày đặc biệt của mình. Thúy An diện đầm sẽ sâu, khoe khéo đôi chân dài. Một trong số 5 mẫu đầm được Thúy An lựa chọn trong lễ cưới, người đẹp trông gợi cảm với trang phục được thiết kế cầu kỳ, gợi cảm. Cô kết hợp cùng phụ kiện làm từ ngọc trai sang trọng. Theo Thúy An, ngày cưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời, vì thế cô muốn chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ để ghi lại những giây phút đáng nhớ. Tôi dành thời gian làm việc với các nhà thiết kế để bàn bạc lên ý tưởng về trang phục cưới của mình. Tôi muốn bộ váy cưới giúp mình tăng thêm sự tự tin, rạng rỡ khi sánh bước cùng chú rể trên lễ đường. Trong ảnh, Á hậu Việt Nam thay trang phục trước khi bước vào hôn lễ. Bộ váy cưới lộng lẫy nhất với điểm nhấn là nơ thắt bản to ở phần eo. Á hậu Việt Nam 2018 kiêu sa lộng lẫy như một nàng công chúa trong ngày trọng đại. Để chiếc váy đẹp đều ở mọi mặt, nhà thiết kế đã nhấn vào độ dài của đuôi váy. Sau phần giới thiệu của MC Đỗ Mỹ Linh, Thúy An được cha dẫn lên lễ đường. Trên sân khấu, cô bật khóc vì xúc động. Ông xã của cô đứng cạnh động viên vợ. Lễ cưới của Thúy An và ông xã doanh nhân diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người đẹp có mặt trong ngày vui này. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Bùi Phương Nga đến chúc mừng hạnh phúc đôi yên ương. Hai vợ chồng Thúy An thực hiện các nghi thức trong hôn lễ. Thúy An và chồng trải qua hơn 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà. Nửa kia của Á hậu hơn cô 10 tuổi, từng có 12 năm sống và làm việc ở Anh. Hiện chồng của Thúy An ở Việt Nam, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đỗ Mỹ Linh giữ vai trò MC trong tiệc cưới của đàn em. Đây là lần đầu tiên cô làm người dẫn chương trình ở lễ cưới. Thúy An cho biết sau khi kết hôn, cô thỏa thuận với chồng về công việc hoạt động nghệ thuật. Người đẹp nói cô đặt gia đình là mối quan tâm lớn nhất. Tôi sẽ suy xét các mối quan hệ xung quanh. Nếu bố mẹ chồng không đồng ý cho con dâu hoạt động nghệ thuật, tôi sẽ từ bỏ. Thỉnh thoảng tôi tham gia một số sự kiện giải trí để gặp lại đồng nghiệp cho đỡ nhớ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.